thung lũng hoa hồng khổng lồ trở thành tâm điểm của đông du khách trong và ngoài nước. Với diện tích 50.000 m2, đây như một rừng hoa khoe sắc với 300.000 gốc hồng thuộc 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sapa đến các giống hồng nhập ngoại lạ mắt. Cảm xúc của mình thì cũng như bao nhiêu cô gái khác ấy, nhìn thấy hoa là thích lắm, thích được chụp rồi ngắm cảnh, xong rồi những cái hình ảnh của các bông hoa ấy, mình cảm giác nó rất là đẹp ấy. Những vòng hồng khổng lồ hay những tiểu cảnh hoa tươi được đặc biệt ưa thích để người dân, du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Và đây là lần thứ hai vợ chồng tôi đến với Sapa và cũng là lần đầu tiên được tham dự lễ hội triệu đóa hồng tình yêu của Sapa. Đến với Sapa ngày hôm nay thì thấy rất là đẹp, có rất là nhiều loài hoa hồng và các loài hoa rất là khác nhau, rất là rực rỡ. Lễ hội hoa hồng Phan Xipang năm 2024 năm nay thì có hàng trăm loại hoa trên cái thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động tái hiện lại đám cưới của các dân tộc ở vùng Tây Bắc nhằm đưa du khách đến những trải nghiệm mới cho lễ hội năm nay. Dịp nghỉ lễ, để gia tăng trải nghiệm và lưu trú của du khách, Sapa tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như khai trương không gian văn hóa, tinh hoa hội tụ vào chiều 26 tháng 4 tại Công viên Văn hóa các dân tộc, giao lưu văn hóa quốc tế tại Bản Mây Phan Xipang tối 26 tháng 4 hay ra mắt sản phẩm du lịch chợ tình Sapa tối 27 tháng 4 tại Công viên Vạn Hoa. Chúng tôi đã chuẩn bị các cái hoạt động trong chuỗi các cái sự kiện mùa hè năm nay rất là phong phú và hấp dẫn. Hy vọng rằng là đây là một món quà tinh thần rất có ý nghĩa và mang lại cái sự thú vị cho du khách khi đến Sapa. Sau tuần khai mạc, lễ hội hoa hồng Phan Xipang 2024 sẽ kéo dài đến hết tháng 6 với nhiều sự kiện như đám cưới tập thể dành cho các cặp đôi, lễ hội ẩm thực, trại sáng tác về hoa hồng hay các show diễn ấn tượng tạo nên mùa du lịch hè ấn tượng tại thị trấn Trong Mây.